Ông bà nuôi cháu sẽ giúp cháu béo đến mức nào? Cô bé này được ông bà nuôi thế nên lên hẳn 98 kg. Chỉ cần nhìn cách ông đang gấp miếng thịt mỡ to khổng lồ vào bát cháu là biết. Nói là thịt là giữ thể diện cho nó lắm rồi đấy. Bởi vì ngoài mỡ ra thì chẳng còn gì cả. Cô bé không bỏ thừa cặn mỡ trong nồi, xúc một thìa to, nhanh chóng cho vào miệng, thưởng thức hương vị béo ngậy. Cô bé tên Eri, chỉ cần nói rằng mình đói, ông liền lấy ví ra. Cháu muốn ăn gì thì mua cái đó. Lần nào Eri cũng mua rất nhiều đồ ăn vặt, khoai tây chiên một ngày 10 gói. Ngoài đồ ăn vặt ra, ông còn đặt bánh pizza burger là đồ ăn nhiều calo. Một lúc Eri ăn 3 miếng pizza, một người chỉ có thể ăn 10 inch. Sau khi ăn cơm xong còn tự làm món tráng miệng cho mình. Mấy thìa bột cacao, thêm chút sữa đặc và sữa bò, cuối cùng cho thêm kem tươi lên trên, thế là hoàn thành cốc trà sữa khổng lồ. Eri vô cùng mãn nguyện. Trên bàn ăn của nhà Eri, ngoài gà rán còn có sườn lợn rán, chẳng thấy rau xanh đâu cả. Người ta ăn gà rán với chanh, còn Eri ăn với sốt bơ tươi. Một miếng gà, một miếng cơm, Eri ăn thật đã. Nhờ sự nuôi nấng của ông bà, khi Eri học lớp 5, đã nặng 70 kg rồi. Lên cấp 2, cô bé nặng 90 kg. Eri trong ảnh to gấp hai bạn cùng trang lứa. Nhưng Eri là một cô bé mập năng động, một mình giữ chặt bóng không ai cướp được, thậm chí có thể xô bay bạn nam. Hot boy còn phải chủ động đến mời cô bé tham gia đội bóng rổ. Nhìn nụ cười của hot boy, như thể làn gió xuân đang thổi qua mặt hồ. À, đây có phải là cảm giác rung động tấm lòng không? Thế là Eri lấy can đảm gửi tin nhắn cho hot boy. Rồi gửi tin nhắn. Cách giảm cân nhanh nhất là gì? Đó chính là ốm tương tư. Cô gái nặng 100 kg này bị hai chàng trai liên tiếp rời bỏ, đã giảm được 60 kg. Chúng ta cùng xem thực đơn giảm cân của cô ấy nhé. Trong hộp cơm toàn là thịt kho tàu. Sau đó cô ấy cho sốt bơ lên, đập vụn snack khoai tây, rắc lên trên thịt, gắp một miếng khiến mọi người xung quanh phát thèm. Eri gần đây gặp tiếng sét ái tình với hot boy. Cô bé lấy hết can đảm gửi tin nhắn rủ cùng đi về sau khi tan học. Không ngờ hot boy đồng ý ngay. Tên tiểu tử này khiến Eri loạn nhịp vô cùng, cả tối không chợp mắt nổi. Hôm sau hot boy từ chối Eri, lý do vô cùng đơn giản. Eri chưa yêu đã vội thất tình, về nhà liền hỏi ông rằng mình thật sự rất béo sao. Ông cười hiền từ, con bé ngốc, cháu không hề béo, cháu chỉ hơi mập thôi. Nghĩ cũng phải, thế là cảm giác thất tình lướt qua nhanh như cơn gió. Cô bé lại nằm ăn snack khoai tây chiên. Lên cấp 3, Eri nặng 100 kg. Khi đi dạo cùng bạn, có một anh đẹp trai vẫy tay chào họ. Có phải anh ấy thích mình không? Nghĩ lại từng bị hot boy từ chối, Eri cảm thấy không thể là thích mình. Nghe xong Eri vô cùng bối rối. Anh trai, có phải anh thua cược với bạn bè không? Không ngờ hai người bắt đầu hẹn hò. Cô gái 100 kg yêu một anh chàng đẹp trai, các bạn khác ngưỡng mộ quá đỗi. Anh ấy chia sẻ mình thích cô gái mập, còn bảo Eri không cần giảm cân vội. Được sự ủng hộ của người yêu, Eri không còn lo lắng gì nữa mà ăn uống thỏa thích, thậm chí còn ăn nhiều hơn trước. Cô ấy lại tăng thêm 10 kg. Cho đến một hôm họ hẹn hò ở một quán cà phê, khi bạn trai đứng dậy đi vệ sinh làm rơi điện thoại. Thật ra cô gái nào cũng tò mò điện thoại của bạn trai, Eri cũng thế. Cô ấy lén lấy điện thoại để xem, không ngờ lại thấy bạn trai nhắn tin tình cảm với cô gái khác, bên dưới còn kèm ảnh cô gái. Quả nhiên cô kia cũng mập mập. Eri tức giận định chất vấn bạn trai, không ngờ bạn trai bộc bạch mình rất thích cô gái mập, cũng từng thấy Eri rất đáng yêu, nhưng bây giờ Eri quá mập. Câu nói ấy khiến Eri không thể phản bác. Cô ấy đang cố chối bỏ hiện thực. Sau khi chia tay, cô ấy quyết tâm giảm cân để bạn trai phải hối tiếc. Cô ấy không ăn vặt và đồ ăn nhiều calo, điều đó khiến mọi người rất bất ngờ. Khi thấy đói, cô ấy liền ngửi tẩy mùi cà phê như kiểu được ăn thật vậy. Các bạn nhìn thấy rất kỳ lạ. Ba bữa chỉ ăn salad, kiên trì một tuần, rồi tự thưởng một viên kem nhỏ. Tối nào cũng chạy bộ, dồn hết mọi căm phẫn với bạn trai mà chạy như bay về phía trước. Cô gái 110 kg chỉ mất một năm giảm còn 49 kg, thành công giảm 61 kg, như thành một người khác vậy. Nhìn ảnh trước và sau giảm cân, thật không thể tin nổi là cùng một người. Tổ sản xuất đến phỏng vấn Eri hiện nay, thật khó tin cô gái đáng yêu này là Eri khi béo. Nhưng bụng của Eri cho thấy rằng đúng là cô ấy đã từng béo. Bởi vì giảm cân cấp tốc, bụng của Eri bị dạn nhão nhiều, da bị mất tính đàn hồi. Sau khi gầy, Eri sẽ cảm thấy ra sao? Từ sau khi giảm cân thành công, liền gặp được một người bạn trai yêu mình. Bây giờ cô ấy rất hạnh phúc. Điều quan trọng nhất là cô ấy cho bạn trai cũng biết mình không những đã gầy và xinh hơn rồi, còn hẹn hò với bạn trai ưu tú hơn anh ta nhiều. Thật đã đời, các cô gái mập cũng có tiềm năng. Sau khi giảm cân, Eri xinh hơn, dáng vẻ cũng đẹp đẽ hơn, cả người toát ra vẻ tự tin rạng ngời. Vì thế cô ấy tránh đồ ăn nhiều calo và đồ uống có ga. Cho dù không phải để giảm cân thì cũng giúp sống lành mạnh hơn.